Xin chào buổi sáng tất cả mọi người á. Bữa nay là ngày 11 tháng 3 ha. Ngày 11 tháng 3 rồi nè. Sau Tết là khoảng như là 1 tháng ha. Gần được 1 tháng nè. Cái này là cảnh tượng là sau Tết á, chứ không phải là hồi Tết á. Đây. Cái này là mình bấm trụi rồi nè. Đây. Còn mấy cái này là mình lặt lá sau á. Ví dụ như mà hôm mình lặt lá nè. Mình chơi 8 tháng 3 ha. Đây. Ngày 11 ha. 11 tháng 3 nè, cây cúc nguyên thủy nở nè. Rần rần luôn ha. Đó. Nguyên thủy nè. Anh em rất nhiều anh em hỏi giống này giống gì á. Nói chung mình đâu biết giống gì đâu á, đi mua cái cây nó nói chung là thấy hoa đẹp thì mình chơi thôi á. Đó, còn khi mà chúng ta muốn biết giống gì chính xác nữa thì chúng ta lấy cây này chúng ta ghép ra chúng ta đặt tên nữa ha. Còn cái này là mai nguyên thủy á. Thì thấy hoa đẹp thì mình chơi thôi. Cũng không có quan trọng giống á. Đặt giống cho giữ vô mà con không đẹp thì cũng như không ha. Đó, snùi snùi luôn nè. Đặt tên hoàng hậu hoàng đế gì cho giữ vô mà bông nó không đẹp á, không đạt thì cũng như không thôi. Đặt tên là để phân biệt như là giống khác á. Đấy. Đó. Đây nguyên thủy á. Đấy. Bông có nhị không nhị nè, nằm bú lôi xua đây trời. Chùm chùm luôn á. Vung như cúc vip vậy. Vung như cúc vip mà bự như cúc bốn lông vậy ha. Dung chơi ba dòng cúc mà thấy hàng nào nó cũng hao hao gần giống nhau á. Hao hao gần giống nhau à. Không có khác biệt nhiều lắm á. Hoa nhiều cánh á. Đấy. Vung lên nó không có nhị luôn nè. Này đi qua xịt Antracon á, Antracon là thuốc sâu. Lá trắng trắng nè. Hôm qua cái đợt mình xịt xịt cho mấy cây trong vườn á, mấy cây máy vú đọt rồi đó, sẵn xịt cho nó luôn á. Đẹp ghê chưa? Ở trên nè, chùm 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 luôn ha. Đó. Hoa chùm 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 luôn nè, quá đã. Nó xoăn 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 luôn nè. Anh em hỏi giống gì á, nói chung là cây này cây nguyên thủy ta, đó mình mua đường Thành Thái á. Năm 2020 mình đi bán chợ Tết á. Thấy cây này nó xấu nhất trong bầy luôn. Mình mua nó không phải là không phải mua về chơi á, không phải mua về trưng Tết mà là đó mua về á. Lúc mà đang đi chợ á, thấy có cái bông á, cái bông mà trong cái bông này nó có cái bông kia trong đó ha. Em nè theo dõi mình thường xuyên á thì biết rõ á. trong một cái bông nó có hai cái bông nhỏ trong nữa, nó lạ. Rồi về mình trồng lại, mình chăm sóc à. Một năm nay mình cho nó bông hai lần rồi, một lần vào Tết Trung Thu quá. Chứ mà lần đầu em về thì nó rụng nụ dữ lắm, rụng á. Còn lần này thấy nó cũng rụng mà rụng ít à. Nói chung rụng mà còn bông cũng chơi được á. Hôm nay nè, bông mình nó rụng lần rụng nguyên bông không à ha. Nó trổ ra rồi mới rụng thì cũng được á. Đó, bông bự không à. Nè, có nguyên thủy á. Đây là cây nguyên thủy nè, cây là độc nhất vô nhị á. Là có 102 thì ương nguyên ương hộp lên thì có mình nó thôi. Đó. Như người ta lấy cây cúc bi nè, cây cúc thọ hương ta ương lên á thì nó, hoặc là cây giáo thủ đức ương lên thì nó la la ra một cây khác rồi. Đó. Nó là một cái cây khác không giống còn cây bố mẹ nữa ha. Đó. Trong đồng hồ ương lên thì nó la, nó không có giống, nó thay nó đẹp hơn hoặc là nó không bằng á. Hoa không nhị luôn. Từ Tết Trung Thu mình chơi á, đây mình chơi đây lần nữa nè, mai nở hai lần trong năm á. Đây là cây Phú Tân á, nở như bông giá vậy. Cây con chút à, nằm chậu có 2,5 tấc mà nở á. Nở ra hôm nay cũng gần 10 ngày rồi đó. Nở ra cánh vẫn đẹp á, cánh nó không có bị nhăn nhúm như trơn, cánh vẫn tròn vẫn thẳng á. Phú Tân
Cúc thì hoa cúc thì nhìn thấy hoa nó sơm hơn ha, nó nhiều cánh, nó lùm 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 vậy, có duyên ha. Quá sức à. Cây mai cúc ha, đây là cây Phú Tân nè. Còn đây cây mai Đại Lộc nè, đây thêm Đại Lộc hoa đông rất là đẹp á. Trong mấy dòng mai cúc á, mà dòng hoa mai nhiều cánh thấy Bạch Lộc mà hoa bự quá, bự mà đẹp á. Nói chung cái phơm hoa này nhìn rất là đẹp á, nở nó rất là bền từ sáng tới chiều luôn. Đó, nở hoa rất là đẹp á. Đại Lộc á, Đại Lộc chúng ta nói chung là đừng có ham để nụ để nhánh nhiều quá, như cây này nè mới ghép con mùa nụ nó chi chít luôn nè, mà sức không bao giờ nở hết á, nó được con chùm trên nè. Thì sau này chúng ta nuôi, ta nuôi cho lấy nhánh đủ, chúng ta bấm cúc cúc thôi, chừng 5 phân 5 phân thôi, ít nụ mà nở chùm 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 thế này nè, rất là đẹp á. Đại Lộc à, nở cái hoa số lượng cánh thì gấp mấy lần cánh mai giảo á. À, hoa thì nó to như mai giảo vậy, số lượng cánh thì nó nhiều hơn mai giảo á, nhìn nó cũng sơm tụ quá. À, trường hợp 5 cánh thì mình không nói á, đó còn khi mà nhiều cánh thì rất là đẹp á. Nhưng lựa Đại Lộc chuẩn bông chơi á, đó. Đây là cây giảo nè. À, nhìn cây giảo thì nói chung là nó nở nó thưa thưa á, nó không có sơm á. Còn cái Đại Lộc nở thì nó hoa nó chùm chùm mà nó sơm á, như cái cúc nở nè thấy nó gom á. À, như mỗi hoa một nét á, mỗi hoa một nét á, chứ mà người ta chơi có một vòng á, chơi Đại Lộc nhiều quá nhìn nói chung là cái nào mình lặp đi lặp lại nhiều quá thì nó đâm ra nó nhàm nó chán á đó. Mình chơi giảo nhiều quá thì cũng chán. À, có một cây này một cây kia chơi đó, nó đổi nó khác khác á. À, như ăn uống hàng ngày ăn có một món hoài cũng chán á, ngán á, ngán. À, có này có kia, cây cúc rồng bay hổm rày nè, 10 ngày rồi đó. Bữa nay mình cắt bông nó đi ha. À, chơi 10 ngày liên tục cũng xứng đáng. Rồng bay những ngày đẹp này mình xịt thuốc xịt có nửa liều thôi ha. À, thì nó cũng vẫn rụng, nó rụng lần rụng nguyên bông vậy, xịt nửa liều thôi. À, đọt non ra thì chúng ta giữ lại hết ha. À, búp 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 nè, mê chưa. À, năm mình tiếp tục mình chơi thêm ba cây rồng bay này nữa ha. À, ba cây rồng bay này nè. À, cái này cũng hồi Tết Trung Thu á, Tết Trung Thu mình chơi rồi á, nay mà lặt lá mình chơi tiếp luôn nè. Nụ nó lên á. À, tại sao một năm lại không được hai vụ hoa ha? Đây tháng 8 thì chúng ta chơi sương sương thôi ha. Đấy, Tết thì chúng ta chơi nhiều vô nè. Đó, nụ nè, đây hãy làm lại thấy ghê chưa, quá sức luôn ha. À, cái này thì mình xài hữu cơ là không ha. Đấy, những cái này à, xài cái hu mít không à, bông nè chùm 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 luôn nè ha. Đó. Cúc rồng bay. Ừ, đây là những cây Bình Định mình mua á, mua cách đây cũng 2 năm rồi. Đấy, 2 năm về mình dưỡng vẫn sống á. Ừ, vẫn sống mà vẫn tốt, một năm cho được hai vụ luôn nè. À, chất trồng này về mình thì mình trộn thêm sơ dừa với đây vỏ trấu á, dừa vỏ trấu vô đây với lại cát. Cát là cát của đất phù sa chứ không phải cát á, phù sa của chính cái cây mà Bình Định luôn á. Đó, mình trộn lại đây thì cây rất là tốt á, cộng mình nuôi nó mập luôn. Hồi đó đem về thì không có mập cỡ này á đó, đó nên về nó ốm à, nó nuôi nó mập luôn nè, cộng này nè nó mập nó liền đầu luôn ha. Mới có gần 2 năm, chưa được 2 năm. Đó.
Cây này thì nuôi được một năm á, năm rồi ở Tết ở đường Thành Thái mình mua cây này. Đó. Mê ly luôn. Chùm chùm luôn á, đậu trái luôn. Đã chưa? Chùm chùm luôn á. Đây sẵn đây mà anh em hỏi cách là làm sao á, đây sẵn đây thì mình đã làm rồi á, làm rồi, cái này làm thậm chí làm năm hai vụ luôn á. Đây, chia sẻ anh em cách làm á, nói chung là người ta hiểu cái nguyên lý thì làm nó dễ lắm. Giống như cái vùng của mình á, năm rồi bị nước mặn đây mà mình làm và vẫn làm được á, vùng mình nó bị khó khăn đây, thì mình làm được. Đây, thì vùng của anh em nó thuận lợi hơn thì anh em phải làm tốt hơn á. Đây hiểu cách làm đây. Đó, mình chia sẻ cái cách làm mà từ đầu á, từ đầu đến thời điểm hiện tại đây. Đó, lúc mà mua cây này về á, đây mua cây này về vào cái tháng tháng giêng đi, cho tháng ra giêng á, cũng tính thời điểm này nè. Đấy, năm rồi á. Đó thì lúc mà mua cây bình định này về sau khi mà nó trổ bông xong á. Đấy thì mình cứ để đại đây, mình để tới tháng 4 luôn. Đó, 2-3 tháng sau á. Đó, mình để cho lá nó ra nó xanh đậm đi, nó là nó ra mứt rượt cái cây ha, xanh đậm mứt rượt luôn. Đó, rồi mình tiến hành mình thay chậu á. Đây cái chất trồng đây thì năm rồi ở đây là tứ hòa nó không có thấm á, đất phù sa của người ta đấy. Thì mình đây mình hướng dẫn cái cách làm hồi năm rồi, mình chia sẻ cách làm của mình hồi năm rồi nha. Hồi năm nay thì chúng ta có thể áp dụng những cách linh hoạt hơn. Đó, chúng ta có thể dùng rơm nè, lại hôm rồi mình không có biết dùng rơm á. Dùng rơm chúng ta che phủ bên mà bề mặt nè, chúng ta tưới nó thì nó sẽ giữ ẩm tốt hơn á, có thể là chúng ta không cần thay phân luôn. Đó, hồi năm rồi thì mình đây cái chậu nó là chậu 5 tấc á, thì mình về mình thay sang chậu này của mình là cũng là 5 tấc luôn. Đây, khi mà mình bỏ ra cái bầu đất á thì mình bỏ 1/3 này thôi ha, nghe là đo ra khoảng chừng 5 phân á. Đây chúng ta sẽ bỏ đi lớp đất á, còn rễ thì giữ nguyên không có cắt tỉa gì hết á. Hiện tại ở trong đây thì vẫn còn phần đất phù sa nằm trong đây nè. Đó là mình trồng á. Đấy, còn lúc anh em hỏi á, nó khi mà nó lá xanh sum xuê như vậy á, đó thì thay xong thì để trong mát á, trong mát khoảng chừng tuần lễ cho nó phục hồi á. Chứ lá đang sum xuê chúng ta thay chúng ta để được tiếp ngoài nắng á, thì ít nhiều gì thì cái lá nó cũng bị đọt, nó cũng bị héo á. Đó. Đó thì thay xong thì có dưỡng rễ thì tưới, còn cái này mình thay xong mình cũng chả có tưới cái gì cả. À, tưới nước thôi. Đó. Đó, rồi nuôi á, bắt đầu thì cũng đi phân bình thường á, đi phân NPK số đầu cao thôi. Đây mình đi là 10, đi phân là 20-10-10 á, nhưng mà cộng với cái nền á, cái nền là nền hữu cơ á, hữu cơ á, rồi cái là hữu mít thôi chứ không có gì á. Đó, rồi nuôi đến tháng 8 á, tháng 8 là mình chơi 1 lần rồi. À, tới tháng 9, tháng 10 á, tháng 9, tháng 10 thì lúc đó thì ở nhà mình á, nhà mình thì nói chung là mai thì đang chuẩn bị vào vụ Tết nè. Đó, Tết thì mình dùng cái NPK 12-12-17 á. Đây, 12-17 là xài đến Tết luôn á. Đây, có vườn thì xài 15-5-20 á. Đây, còn mình thì mình xài 12-12-17. Đây, nói chung là nhiều công thức lắm á. Chúng ta làm cho cái cây nó sừng đọt lại, chứ là cái nền nó khỏe, là cái rễ nó khỏe. Để nó khỏe thì chúng ta tưới cái phần gì vô thì nó cũng hấp thu được hết á. Cái này thì tưới cho nó phục hồi á. Còn khi mà chúng ta xài mình á, cho cây mình nó chúng ta xài cho cây mà nó ra rễ nó bắt phân nhanh hơn á, thì chúng ta trộn cái này vào. Cái này cái bột humic thôi chứ không có gì á, nó trung hòa đất, nó cân bằng pH của đất á, trung hòa đất thôi chứ không có gì, rễ nó ra mạnh hơn á. Đây, ta nuôi cây á, nuôi cây khi mà rễ nó khỏe rồi thì chúng ta tưới cái gì vô cũng được ha. Đó, rễ nó khỏe thì đất nó phải thông thoáng, phải tơi xốp á, pH nó phải cân bằng đâu. Đó thì nó mới hút được cái phần phân bón á. Còn không thì chúng ta tưới vô phân bón giống như là chất độc vậy á. Nó không có rút vô được ha. Đây, cái này trung hòa đất á. Vậy lại trộn với NPK là một cái phi 200 lít á, thì mình trộn nửa gói này.
nửa gói này nha, với lại khoảng 500 g NPK và tưới cho cái hàng chậu mà chậu 2,5 tấc đây nè, đó là khoảng được tưới khoảng 1.000 chậu á, đó là chúng ta xài cái lượng phân nói chung là rất là ít á. Nhiều cây trong chậu thì phải bổ sung cái phân bón thường xuyên á, cứ khoảng 10 ngày một lần. Cái cây này nó bông dày nè đó, mà trong chậu này nó có 2,5 tấc á, nó thì lấy gì mà ăn bây giờ á, thì nó phải nhờ vào cái phân bón chúng ta tưới vô á, tưới vô hàng tuần đó, hàng tuần hàng tháng á, chứ trong đây nó có ba lớn trong đây nha, rễ nó bó chặt ở trong đây rồi đó, thì nó muốn tốt á, cây ép chậu mà muốn tốt á thì phải có phân á, mà phân phải loãng á, nửa ký NPK mà tưới được 1.000 cây này tính ra một cây đâu có nhiêu á, 1.000 cái cây mà chậu 2,5 tấc nè đó. Đó, tết bông như thế này á. Đấy, cây này thì năm trước mình có quay với mọi người rồi đó, mình bị tai nạn là mình đem cây này vô nhà mình quay nè, này năm rồi nó đã nở ra 10 mấy 20 ngày á, năm nay thì vẫn giữ lại được đây đó, chứ không phải xịt thuốc xong mình đem giục luôn á, đó vẫn còn này ha. Đó, là ông hướng dẫn cho giữ á, những năm sau cái cây này giục mất tiêu rồi ha. Đó, thì cách đơn giản á, đơn giản làm thì làm cho rễ mạnh rễ khỏe, hay mạnh rễ khỏe thì chỉ cần hữu cơ là đi bền nhất ha, không có nào mà bền hữu cơ là cái cách tự nhiên nha, hữu cơ nó thuận tự nhiên á, nuôi nó khỏe khỏe cây thì nuôi cỡ nào cỡ á, đây cỡ nào cỡ thì nó cũng sống, nó cũng phát triển ha, chùm luôn nè, như quả cầu ấy chưa. Dùng cây ra trong chậu phải xài phân á, mà phải xài phân như thế nào, xài loãng á, đó. Xài liều lượng cực kỳ loãng á, 1 ký là tưới được 1.000 cây này á, ủa nửa ký đó. Nửa ký thì khoảng 10 ngày á, 10 ngày liên tục đó, như giờ chúng ta nuôi 1.000 cây này á, 10 ngày tưới phân lần tưới nửa ký á, 1 ký thì đâu đó 10.000, 1 tháng tưới 3 lần, 1 tháng tốn chục 30.000 phân á, 1 năm thì năm tới 30 lần á, như tới khoảng 30 lần á, đó thì không có nhiều tiền á, đây mấy trăm ngàn à, đó. Đó chứ mà cái cây trong chậu á mà chúng ta trồng á, nó làm biến mà lấy phân hột mà giải vô ra, đó thì giải chừng 1-2 năm là cây nó hư hết trơn à, nó cháy rễ trơn á, cháy rễ nó nóng quá nó cháy rễ, nó hư rễ trơn à, đây, hư rễ trơn là cây chúng ta nó hư thì không có chết liền á, chết từ từ, nó bỏ nhánh này nó xuống nhánh rồi nó bỏ nhánh nó chết nhánh này nó chết từ từ á, chứ nó không có chết liền, chừng này quá đậm đi mới chết liền á. Đó, như cây này 3-4 năm rồi, cây nào cũng vậy á, rồng bay này bông á, chú tân nè. Đấy, con tẩm lẫm thế này á, tẩm lẫm thế này nè, bông hết hồn chứ ha. Nó lấy nhựa đâu mà nuôi, lấy sức đâu mà nuôi á, bắt buộc phải xài phân á, mà xài loãng đó, xài phân mà xài như thế nào á thì cây nó mới bền được á, lấy phân hột mà giải thì không có cây nào mà bền được ha. Đây là những cái cây của Bình Định nè, đây mình làm nó vẫn tốt á, mức rượt luôn nè. Từng sau ta có hoa ngắm nữa rồi đó. Mấy cây Phú Tân bên đây nè, nay lên chân nè, khủng khiếp luôn nè. Phú Tân nha. Đó, nuôi cùi mà tới giờ lật bông ra nè. Quá sức luôn ha. Đơm hết trơn à. Quá đã. Bông tròn như đồng tiền ha. Này, cây trong chậu thì người ta muốn tốt phải có phân mà phân loãng á. Chứ không có phân nhiều quá cô không được. Thà nó ít đi một chút ha, ít đi một chút thì cây chúng ta nó không sung không tốt lắm á, nhưng mà nhiều quá thì nó hư nó chết hết trơn à.
Nói chung là cái liều lượng cây á, tùy cây lớn nhỏ, nhưng mà nói chung là chung chung á thì 10 ngày một lần. Một lần tưới á là khoảng nửa ký á, trên một cái phi 200 lít, tương đương với lại 50 gram á, trên 20 lít. Và tưới chia ra nhiều quá. Một cây này như thế này thì tưới khoảng chừng 200 ml ha. Khoảng chừng xị thôi. Chứ cây này không có tưới nhiều quá. Chúng ta canh đây. Đây, chúng ta canh một cây này tưới khoảng 200 ml à, sáng bữa sau xả lại. Chứ cây này mà tưới 1 lít 2 lít là nhiều khi nó úng rồi nó cháy để nó chết luôn à. Nó rực rỡ nha, Phú Tân như cây bông giả vậy ha. Cây cúc mà. Chúc mọi người buổi sáng vui vẻ và chăm cây thật là tốt quá. Cây này đây. Rần rần luôn á, Tết con cây này chưng cũng xứng đáng rồi ha. Rần rần luôn nha. Hoa này. Rần rần luôn hết chưa, rụng á, rụng 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 nguyên bông, nguyên bông không hả. Rồi, xin chào mọi người ha.